Chào tất cả bà con. Bây giờ Hoàng Hà Nguyễn đang có mặt tại quảng trường của huyện La Hàng, Tuyên Quang ạ. Thì là tối hôm qua thì tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang thì đã khai mạc cái chương trình du lịch năm 2021 với chủ đề Tuyên Quang nơi vẻ đẹp hội tụ. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 19 tháng 5 1920, 19 tháng 5 2021, và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 và 2026, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2021, đồng thời triển khai các giải pháp kích cầu nhằm phục hồi du lịch, tăng lượng khách du lịch đến với Tuyên Quang sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đấy. Thì là sau chương trình của tối hôm qua thì là hiện tại là anh em đang có mặt tại là huyện La Hàng. Sáng nay anh em khởi động tại thành phố Tuyên Quang, bắt đầu khởi động là 8 giờ và lên đến La Hàng là hơn 10 giờ. Và tại đây còn diễn ra các hoạt động tạo sự kết nối chuỗi sự kiện kích cầu du lịch của tỉnh ngay sau chương trình khai mạc của tỉnh tối qua đó. Và tại huyện La Hàng này sẽ tổ chức cái tuần văn hóa du lịch huyện với các hoạt động như là trình diễn dù lượn này, tổ chức nghi lễ nhảy lửa của người Dao Đỏ, trình diễn trang phục dân tộc, đua xe địa hình, cắm trại, tổ chức hoạt động trại đêm, khiêu vũ văn nghệ đường phố, ra mắt tuyến đường hoa huyện Lâm Bình, diễn ra các hoạt động khai trương điểm chụp ảnh trải nghiệm con nước và con đường tình trên sóng lúa, tour tham quan hàng khổi pín, lễ nhảy lửa của người Pa Hẻm và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng sinh thái tại lòng hồ La Hàng Lâm Bình ạ. Thì mời bà con cùng theo dõi. Thì đây hiện là anh em câu lạc bộ mô tô của Hà Nội, mô tô phân khối lớn Hà Nội. Thì là anh em đang tập trung tại sân của huyện La Hàng. Đây là sân quảng trường đó. Và anh em chụp ảnh review chút video đây, xong là đoàn sẽ hướng về khu vực của công an huyện để đoàn họp cho cái chương trình và chuẩn bị cho cái công tác của chiều nay và ngày mai. Thì bà con nhìn thấy những cái hình ảnh đoàn xe nó rất là đẹp đúng không ạ? Anh em lên đây được trải nghiệm những cái khúc cua của huyện La Hàng, cảm thấy rất là sung mãn. Có những bác năm nay 70 rồi nhưng vẫn cưỡi con xe mà nặng đến hơn 3 tạ rồi. Vâng, sau khi anh em chụp ảnh review tại sân quảng trường của huyện La Hàng, bây giờ đoàn chúng tôi sẽ hướng về cổng công an huyện của huyện La Hàng để anh em tập trung tại đó và bàn với công tác chiều nay. Cả đoàn mình cùng theo dõi anh em và chiều nay tôi sẽ lại quay truyền hình trực tiếp cho tất cả anh em bà con cùng xem đoàn mình diễu trên cung đường vùng cao La Hàng của tỉnh Tuyên Quang. Song song với đoàn có đoàn thanh niên của huyện La Hàng. Với cái tiềm năng lợi thế mà Tuyên Quang
đã hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút đông du khách, nổi bật là khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào với loại hình du lịch lịch sử văn hóa và khu di tích suối khoáng Mỹ Lâm có đang phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên La Hang, Lâm Bình thu hút du khách khám phá loại hình du lịch sinh thái này thì là hợp với lại những anh em ra ngoài du lịch thể thao và mạo hiểm, đặc biệt là những anh em đam mê vượt. Đây là khu vực trụ sở công an huyện La Hang. Thành viên của tỉnh Tuyên Quang mình. Bác này hay anh em rất hay tâm sự ở trên Facebook ấy. Hôm nay mới nhận ra nhau. Trái đất quay tròn cho nên là kiểu gì anh em cũng có ngày gặp nhau. Đang thử nghiệm cái con xe này, chân trống nó khi dựng bằng thủy lực đó. Nếu mà con xe mà tầm khoảng hơn 4 tạ mình kéo lên ở trên cống giữa lên thì rất là vất vả, không bao giờ kéo được, không bao giờ hỗ trợ. Đây chân trống lên được, nó sẽ tự lần lên.
các bác giao thông mà ngồi xe này dẫn đoàn thì quá là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Chỗ cái đường vùng cao như này chạy nó cũng không được ngon lành bằng những cái đường mình đi đường cao tốc. Xe này nó phù hợp với lại đường cao tốc hơn. Chạy trên này thì nó rất là mỏi tay. Xe nào cũng đẹp cả nhà. Dòng Harley Davidson và dòng Kawasaki và những cái con Honda. Những anh em đam mê xe mô tô thì bảo các anh đi mô tô là các anh không khoái đâu. Nếu mà tôi có tầm khoảng tỷ là tôi sẽ dám bỏ ra 6-700 này tôi mua con mô tô, tôi ưng chưa chắc tôi đã mua ô tô. Chưa chắc là ai đang ngắm ô tô, vậy là 2-3 tỷ đây chưa chắc là có người ngắm, nhưng mà những con xe mô tô này chỉ cần 6-700 là bao nhiêu người trầm trồ khen. Honda kia là bác già 70 qua 70 tuổi. Nghe nói bác đi mấy chục nước, qua mấy chục nước. Chứ không phải nói là xuyên Việt Nam. Tôi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hoàng Hà. Hẹn cả nhà trong chiều nay 14:30. Ngày hôm nay cảm kêu sẽ phải được video hình ảnh của đoàn là diễu hành trên thị trấn, trên cung đường thị trấn La Hang. Xin cảm ơn cả nhà.